Xin chào cả nhà. Hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu với một cái thiết kế logo, và hôm nay mình sẽ có cơ hội mình chia sẻ cho các bạn những cái công việc mà thiết kế logo nó sẽ như thế nào và nó sẽ phải xử lý ra sao để tạo ra một cái logo cho thương hiệu. Thì việc đầu tiên thì hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu từ một cái tên thương hiệu, và cái tên đó được cách điệu. Chắc chắn là các bạn phải nhớ một điều rằng khi thiết kế logo phải cách điệu từ chữ chữ cái đầu. Thì khi cách điệu như vậy thì cái việc mà khi đăng ký sở hữu trí tuệ của các bạn sẽ tốt hơn, và cái việc tranh chấp nó sẽ không còn, nó hạn chế đi rất là nhiều. Nên chính vậy mà hôm nay thì mình sẽ chọn cho các bạn một cái chủ đề như sau: làm về gốt. Các bạn nhớ nhé, và khi làm về gốt thì các bạn sẽ tìm thấy những cái thương hiệu và những cái đối thủ cạnh tranh của mình là những cái logo đã có trên thị trường. Họ cách điệu từ cái gì? Từ một chiếc gậy. Họ cách điệu từ cái gì? Từ một cái quả bóng gốt. Và làm thế nào để chúng ta kết hợp được ra tín hiệu đó? Và hôm nay thì chúng ta sẽ chọn hai cái chữ rất là quan trọng, đó là chữ H và chữ Y. Chúng ta có thể chọn một cái biểu tượng là chữ H và chữ Y, và để tạo ra một cái tính chất làm thế nào được điều này. Thì các bạn có thể lên trên mạng tìm chiếc gậy gốt nó như thế nào để đưa tạo ra đường cong. Hoặc các bạn có thể dựa vào những cái tỷ lệ bố cục về tỷ lệ hình để chúng ta có thể cách đổi. Và chữ Y nó sẽ lên như nào? Thì bắt đầu tôi sẽ cho các bạn xem về cái cách và biến đổi logo của tôi. Ok, việc đầu tiên là các bạn sẽ chọn là File, và các bạn sẽ chọn vào cái công cụ đó là phần Plate. Ở trong phần này thì các bạn sẽ nhớ một điều rằng là tôi sẽ chọn đến phần Desktop Download. Trong phần Download thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi sẽ có hai cái thương hiệu cho các bạn lựa chọn. Đây là hai thương hiệu mà tôi đã kiếm ở trên mạng. Tất nhiên ngồi vẽ thì cũng được thôi, nhưng mà vấn đề nó rất mất thời gian. Và đôi lúc là cái kết quả cuối cùng nó cũng chỉ là đi đến đây là cùng thôi nha, các bạn nhớ nhá. Ok, với hai cái thương hiệu này thì các bạn sẽ nhìn này, đây là một cái tín hiệu. Nhưng mà cái tín hiệu của chúng ta làm thế nào để ra được cái điều đó? Thì ok, việc đầu tiên là tôi sẽ phải đồ lại cái hình của chúng ta một tí. Ví dụ tôi tích vào đây một điểm, tôi tích vào đây một điểm. Và sau khi tích xong thì các bạn sẽ chọn đến cái vị trí mà mình mong muốn mình đồ thật chính xác nha, các bạn nhớ nhá. Shift X để chúng ta có thể biến đổi từ cái mảng thành nét, và sau đó thì bạn sẽ cho cái cánh tay đòn là nuôi vào trong bằng phím Ctrl, và chúng ta sẽ kéo vào đây. Ok, và tiếp tục sau khi mà làm xong thì chúng ta sẽ đẩy vào đây, và chúng ta sẽ đẩy vào đây. Đây là cái tỷ lệ hình. Tất nhiên là cái việc này thì các bạn có thể dùng một cái gậy gỗ thật và bạn đồ lại thì cũng nó cũng ra nhảy thôi nha, các bạn nhớ nhá. Ok, sau khi đã làm xong thì cái việc tư liệu cũng không cần thiết nữa, thì chúng ta sẽ bỏ đi, và chúng ta lấy lại cái tỷ lệ hình rất là tốt luôn trong cái việc này. Thì trong trường hợp này thì tôi sẽ để cho nó một cái màu Civic là một cái màu như này, các bạn nhớ nhá. Việc thứ hai của các bạn là gì? Sau khi tôi làm xong thì tôi sẽ có một cái hướng làm thế nào để tạo ra chữ H bây giờ. Ok, vậy thì lúc này chúng ta sẽ quẹt qua và chúng ta sẽ đẩy cao lên cái gậy của chúng ta, có thể cao lên như thế này để cho nó bay hơn. Việc thứ hai của các bạn là gì? Tôi sẽ copy. Đấy, các bạn nhìn không? Ngay tức copy nó sẽ tạo ra một tín hiệu của chữ H rồi. Và làm thế nào để tạo ra chữ H bây giờ thì các bạn sẽ chọn lựa cho tôi xem nhá. Các bạn nhìn này. Lúc này trong trường hợp này tôi sẽ dùng phím A và tôi Alt, và chúng ta sẽ copy ra một phiên bản mới. Với phiên bản mới này tôi chọn 1 và 2, và tôi chọn vào công cụ Shift M, và tôi sẽ cắt bỏ đi phần thừa của cái logo đi. Thì các bạn sẽ nhìn thấy cái chữ, cái biểu tượng tôi đã tạo ra đã xong. Và sau khi đã tạo ra biểu tượng đã xong thì bây giờ chúng ta sẽ làm thế nào để đưa cái biểu tượng chữ chữ H thì cũng đã hình thành rồi. Các bạn chỉ cần là nối cho tôi một cái điểm vị trí ngang như này thì tạo ra chữ H là chuyện bình thường, đúng không ạ? Rồi, cứ để đấy đã. Rồi, tiếp theo. Rồi, bây giờ thì các bạn sẽ nhớ một điều rằng là sau khi mà chúng ta đã tạo ra thì chúng ta sẽ tiếp tục cho một giá trị tiếp theo thứ hai. Ok, phần thứ hai thì các bạn sẽ có một cái hình ảnh mà tôi cũng đã tìm ở trên mạng, và chúng ta có thể chọn về image để tạo ra một tín hiệu, và lúc này thì chúng ta chọn vào expand. Sau khi chọn expand xong thì các bạn hãy chọn cho tôi cái công cụ pha hoa và bạn chỉ vào đây và xóa tất cả những cái này nền tảng đi. Sau khi nền tảng xong thì các bạn nên ấn vào Ctrl G và chúng ta thu nhỏ lại. Thì chúng ta sẽ thu nhỏ lại cái hình. Và thu nhỏ lại hình thì các bạn nhớ cho tôi là cái tỷ lệ hình làm sao để nó phù hợp. Ví dụ tôi có thể đặt một cái quả bóng nó vào vị trí ở vị trí này. Và các bạn nhớ cho tôi là cái vị trí quả bóng nó sẽ đặt ở bên trong hay là đặt ở vị trí bên ngoài. Để tôi đặt sẽ ở vị trí kết nối lên như thế này. Và sau khi tôi tạo ra vị trí kết nối này, tôi sẽ đẩy đẩy cái quả bóng lên một tí để mọi người sẽ nhìn thấy cái tín hiệu của chúng ta, được chưa? Rồi, sau khi làm xong thì chúng ta sẽ cho lên trên tất cả nha, các bạn nhớ nhá, cho lên trên tất cả. Và chúng ta sẽ bỏ cái thuộc tính ngang phía dưới này đi, chúng ta không giữ lại nữa. Và lúc này thì chúng ta sẽ vô hình dung. Các bạn sẽ nhìn thấy cái chữ Y của chúng ta có thể bắt đầu từ đây. Đây là chữ Y đây.
Đấy, các bạn nhìn chưa? Và lúc này để muốn làm được điều đó thì tôi sẽ hạ thấp cái này xuống dưới một tí nữa để tôi tạo ra chữ Y của tôi vào vuông. Và chữ Y thì cái điểm nối của chúng ta nối tiếp nối sang nhau và chúng ta sẽ chọn là pen. Tôi tích vào đây một điểm. Tôi sẽ tích vào đây một điểm. Các bạn lưu ý nhé, tôi tích vào đây một điểm và tôi sẽ để cái độ dày nó phù hợp. Ví dụ trong trường này thì tôi sẽ để tầm nhảy. Và sau khi đã để xong thì các bạn sẽ nhớ là tôi sẽ để xuống nhảy và bắt đầu tôi sẽ đổ lại cái hình mà chúng ta mong muốn. Đó, tôi sẽ đều vào đây, tôi sẽ đều vào đây. Và sau khi đã làm xong thì lúc này chúng ta sẽ điều chỉnh cái điểm của chúng ta tiếp tục. Chúng ta sẽ chọn vào đây một tí nữa và chúng ta sẽ chọn một tí nữa vào đây. Là câu chuyện của chúng ta đã xong. Gần như là chúng ta đã nhìn thấy một chữ Y của chúng ta đã được hoàn thiện rồi đấy ạ. Nhìn chưa? Và lúc này thì các bạn sẽ dùng phím Y ngắn chỉ vào đây. Và lúc này chúng ta có chữ H và chữ Y. Ok, và lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi sẽ cho lên trên tất cả. Và lúc này thì cái biểu tượng của chúng ta nó sẽ có một cái tín hiệu. Tín hiệu của chúng ta có thể là màu đen đấy, ví dụ các bạn có thể chọn này là màu tạm thời màu đen, hoặc là cái này các bạn sẽ chọn cho tôi một cái màu màu xanh giống hệt như này, thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái quả bóng của tôi sẽ được lấn vào sâu trong cái thiết kế của chúng ta, và cái đường này thì chúng ta sẽ đẩy lên để tạo ra cái tín hiệu của chúng ta được không ạ? Đó, và chữ Y của chúng ta đã được hình thành thì chữ Y này tôi muốn nó điệu hơn một tí thì bắt đầu tôi sẽ làm một thao tác như sau. Các bạn nhớ một điều rằng là chúng ta sẽ chọn vào P cộng để thêm điểm vào đây. Và sau khi thêm điểm xong thì bạn sẽ cầm điểm này bạn lôi sang bên tay phải cho tôi một tí nữa thì cái điểm này nó sẽ làm sao nó sẽ đẹp hơn. Và trong quá trình khi làm như này thì các bạn thấy là khi lôi như này nó hay bị cạnh ảnh hưởng cái này, thì các bạn có thể dùng Shift C bẻ cong một cách trực tiếp nha. Đó. Và sau khi chọn xong thì chúng ta đã có được tín hiệu rồi. Cũng tương tự như vậy với cái tín hiệu này thì bạn sẽ chọn vào vị trí và có thể tự cầm điểm này và kéo sang đây. Chúng ta sẽ bẻ cong bên này một tí thì tự thức bên này nó sẽ đẹp thôi. Và cũng tương tự như vậy, bạn muốn nhắc lại cái bên này thì chúng ta cũng rất là đơn giản là chúng ta có thể chọn vào P cộng. Tất nhiên khi mà làm thì tôi sau khi chỉnh sửa xong thì khách hàng chốt rồi thì chúng ta có thể dùng cái phương pháp, dùng rất nhiều phương pháp để làm nó nhá. Rồi, chỉnh sửa lại cho nó đẹp nhất. Và tôi sẽ ấn vào đây thì tự khắc cũng tương tự như vậy, tôi sẽ quét vào điểm này và tôi bẻ bẻ cong. Đó, thế là tín hiệu của chúng ta có chữ H và chữ Y đã nhìn thấy rồi. Các bạn sẽ nhìn thấy. Nhưng lúc này khi sản phẩm của chúng ta đang đang bị thiếu một cái giá trị, nó là độ vui và buồn. Làm thế nào vui được thì tôi sẽ kết hợp giữa nét vàng, bởi vì đây là một trong tiêu chí mà khi mà chúng ta học vào trong thiết kế đồ họa ở trong trường các trường nghệ thuật thì các bạn nhớ một điều rằng cái nét vàng biểu tượng rất là quan trọng, nó sẽ khiến cho các bạn có thể có cái khả năng và thiết kế logo một cách đúng nghĩa được chưa? Ok, chúng ta sẽ kéo ở đây, chúng ta sẽ kéo ra một tí này. Rồi chúng ta sẽ ngồi, chúng ta sẽ kéo ra một tí để cho nó không bị lấn vào cái hình của chúng ta, để cho nó tròn trịa hơn. Sau khi đã làm xong thì bây giờ chúng ta lại tiếp tục, chúng ta sẽ chọn vào cái phím điểm này, tôi sẽ lăn chuột xuống một tí nữa và tôi chọn vào công cụ Shift C để tôi bẻ cong từ bên này, để thứ nhất là tôi chủ động trong việc đường cong để cho nó đẹp hơn. Đấy, ví dụ như này gọi là đường cong đẹp hơn này, các bạn nhìn chưa, nó có to vừa nhỏ và độ dày nó đủ độ để có thể thiết kế được trên cái nền tảng của chúng ta. Rồi, sau khi đã làm xong thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn xa một tí để cho nó cái khả năng bao quát nó tốt hơn. Đó. Rồi, sau khi đã làm xong là tôi sẽ chọn cả hai cái đối tượng này, tôi sẽ kéo xuống dưới một tí để chữ H của chúng ta được hình thành, chữ Y của chúng ta cũng được hình thành luôn. Đúng không ạ? Rồi, tổng quan đã khá là tốt rồi. Bây giờ làm thế nào để chúng ta có thể nhìn được cái hình tiếp theo của chúng ta một tí nữa thì chúng ta có thể thu nhỏ cái hình này lại. Tôi để sát, và cái điểm này tôi cũng để sát như này. Được chưa? Rồi, sau khi để sát xong thì bây giờ chúng ta sẽ cầm điểm này tôi lại nối lại. Mình lại đẩy lên trên một tí này. Rồi, bây giờ thì điểm này của chúng ta sẽ cầm điểm này kéo xuống dưới nhá. Ok, chúng ta sẽ kéo vào trong một tí và chúng ta sẽ đẩy nuôi cái này một tí. Cũng tương tự như vậy tôi sẽ đẩy cái này xuống một tẹo nữa và tôi sẽ đẩy vào đây. Cứ miễn sao mà cái hình của chúng ta nó không bị ảnh hưởng đến cái phần dưới và làm cho cái quả cầu quả bóng nó bị móp đi là được rồi. Đó. Rồi, sau khi đã làm xong được tổng quan toàn bộ tất cả những đối tượng đó thì tôi muốn nhắc lại một vài cái tạo cảm giác bay lên, tạo cảm giác đánh hay như nào đó thì các bạn sẽ chọn vào đây cho tôi. Cái điểm này tôi sẽ copy ra một cái điểm thứ hai cho các bạn bằng cách như sau, tôi sẽ tạo ra một cái nét mạng. Và cái nguyên tắc của nét nó phải có to vừa nhỏ nên là tôi sẽ tạo ra một cái biểu tượng như thế này. Tôi sẽ chọn một cái màu khác biệt đi và tôi kéo vào đây. Tôi lấy một cái nét nó sẽ bằng khoảng 1 phần 2 hoặc 2 phần 3 cái giá trị này. Tôi quét qua cả hai và lúc này chúng ta dùng công cụ Shift M và chúng ta sẽ dùng cắt phần thừa đi. Và sau khi đã cắt phần thừa xong thì các bạn chỉ cần đẩy vào trong thôi, chúng ta sẽ có được một biểu tượng. Các bạn nhìn chưa? Cái nét thứ hai của các bạn là gì? Tôi sẽ giữ phím Alt, tôi sẽ đẩy vào đây.
Và tất nhiên ấn vào Ctrl D thì các bạn sẽ nhìn thấy 3, và đây là tất nhiên là 4, và tổng quan này nó sẽ là 5 đối tượng. Tôi chọn 1, chọn 2, chọn 3, chọn 4. Và lúc này chúng ta có thể được quyền làm sao chúng ta thu nhỏ sang bên tay trái. Ok. Và lúc này nếu mà không được nữa thì các bạn có thể điều chỉnh lại cái nét nào của chúng ta, khả năng phải mỏng lên tí nữa. Đấy, sai thì chúng ta làm lại. Ok, tôi sẽ chọn vào đây, quét qua cả hai, chọn là Shift M và loại trừ bằng phím An, kéo qua đây. Lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy là lúc này tôi đã hình xong, thì tôi sẽ đẩy vào đây một tí nữa và tôi sẽ chọn là Copy. Ok, và Ctrl D. Đó, thì các bạn sẽ nhìn thấy 1, 2, 3, 4 thì chúng ta có thể đẩy sát như này. Tất nhiên để muốn sau khi mà khách đã chốt rồi thì tôi sẽ chia đều cho các bạn nhá. Được chưa ạ? Nhưng tạm thời thì chúng ta muốn làm một cái demo cho khách hàng hay là muốn làm một cái thì chúng ta có thể nhìn bằng mắt đâu mà, đúng không? Ok, chúng ta sẽ cầm điểm này, tôi sẽ kéo vào đây, tôi kéo vào đây. Tôi sẽ kéo vào đây, tôi kéo vào đây tí, kéo vào đây một tí và tôi kéo vào đây một tí. Ok. Và sau khi đã làm xong tổng quan toàn bộ đối tượng thì lúc này chúng ta sẽ có một cái giải pháp như sau. Để tôi chọn tất cả những cái ông ở vừa copy xong. Tôi chọn điểm này và tôi dùng phím gì? Shift M và chúng ta loại trừ toàn bộ tất cả thằng phía trên đi. Các bạn sẽ nhìn thấy cái hình của tôi nó sẽ được như này. Và tiếp theo sau khi đã chọn xong thì bây giờ chúng ta sẽ vẽ một cái biểu tượng hình tròn. Để tôi cắt bỏ phần này đi để cho nó có tính kết nối. Thì lúc này tôi sẽ dọn một cái hình tròn. Hình này chúng ta có thể để một cái màu vàng và để cho nó có sự khác biệt là Shift M. Shift M nhá, các bạn Shift X nhá. Các bạn sẽ để đây cho tôi và tôi kéo như này. Và trong quá trình khi kéo thì tôi sẽ thu nhỏ lại để cho nó đúng bằng cái chiều nét của chúng ta. Đó, chúng ta nhìn nhận. Và để muốn chính xác thì chúng ta có thể chọn vào 0.25 nó bé hơn. Chọn 1, chọn 2, chọn 3, chọn 4 và lúc này chúng ta chọn vào công cụ Shift M và chúng ta cắt bỏ phần thừa đi. Và sau khi cắt bỏ phần thừa thì các bạn sẽ nhìn thấy cái tín hiệu tôi đã đưa ra một cái biểu tượng về một cái logo và hình logo đã được hoàn thiện. Và lúc này sau khi đã làm xong thì bắt đầu tôi sẽ trang trí một cái gậy này để tạo gợi cảm giác. Chúng ta có thể chọn vào pen, chúng ta thích vào đây một điểm, chúng ta tìm điểm kết nối đây. Ok, chúng ta sẽ cua được đoạn này để nó tạo ra cái cảm giác ánh sáng chiếu vào cái g của cạnh của cái gậy. Và các bạn có thể ấn vào D để chúng ta sẽ biến thành màu trắng và nét đen. Và lúc này chúng ta sụp mất màu đi. Phần thứ hai là chúng ta có thể dừng lại cái đoạn này để làm gì, để cho cái nét nó bé hơn để nhìn cho dễ. Lúc này sau khi đã chọn xong thì các bạn sẽ chọn vào pen và chúng ta sẽ tiếp tục chọn vào đây và chúng ta lại bẻ cong về đến đây. Cái phần này thì các bạn sẽ nhớ cho tôi là khi mà tôi sẽ làm thì tôi sẽ vẽ như thế này và tất nhiên nó phải có độ song song rồi. Được chưa? Và sau khi đã làm xong được cái điểm đoạn này xong thì các bạn sẽ tích vào đây cho tôi một tí điểm bẻ cong ngược lại. Đó, và cái này điểm này thì các bạn sẽ nôi xuống dưới một tí cho tôi để tôi tuốt lại một tí nha, chính xác. Được chưa? Rồi, sau khi đã làm xong đoạn này nữa thì các bạn sẽ nhớ cho tôi là chọn vào cái Smooth Tool. Cái Smooth Tool này khiến cho cái đường nét chỗ này nó chưa được đẹp lắm, để các bạn có thể chọn vào đây và bạn kéo cái này cho tôi. Đấy, thế là nó tốt rồi. Các bạn sẽ chọn là Pen và bạn tiếp tục công cuộc đồ hình của các bạn. Tôi sẽ chọn vào đây, tôi bẻ cong. Tôi sẽ bẻ cong xuống đây. Được chưa? Và chúng ta sẽ bẻ cong vào đây. Đó, các bạn sẽ nhìn này, chúng ta sẽ bẻ cong vào đây một tí nhá. Rồi, ok, đến đây. Chúng ta sẽ bẻ cong xuống đây một tí nữa này. Và chúng ta sẽ bẻ cong vào đây. Ok, và lúc này thì chúng ta đã xong thì chúng ta có thể dùng Shift C để bẻ cong một cách trực tiếp. Và lúc này cái điểm của chúng ta nó chưa được hoàn thiện thì các bạn có thể chọn vào điểm này và nôi lên đây. Hai điểm này chọn vào nhau. Được chưa? Rồi, sau khi đã làm xong thì chúng ta chọn vào Shift Shift X. Chúng ta có một cái nét và lúc này nét của chúng ta đang để là màu trắng để nó sẽ có tính đồng bộ. Phần thứ hai là các bạn sẽ tích vào đây. Chúng ta có thể chỉnh lại cái đường nét làm sao để cho nó song song, tỷ lệ nó phải tốt nhất có thể trong cái việc thiết kế của các bạn. Và tất cả những tỷ lệ này nó sẽ đem lại cái cảm giác gợi cho chúng ta là có logo, nó có nét mảng nhá. Nhìn được. Và cái đường nét này tôi nghĩ rằng nó sẽ phải cần phải chỉnh lại cho nó tí nữa để nó nhỏ hơn. Cái điểm này tôi sẽ nuôi trong thì nữa. Cái điểm này tôi ấn là P trừ bớt điểm đi. Chúng ta sẽ đẩy nuôi vào cái hình này một tí nữa. Ok, chúng ta sẽ đẩy cầm kéo. Ok, chúng ta kéo vào đây. Được chưa? Đấy, rất chính xác nha. Cố gắng làm sao để chúng ta sẽ làm được cái đường của chúng ta nó đẹp nhất có thể. Được không ạ? Rồi, sau khi đã làm xong tổng quan toàn bộ đối tượng và chúng ta sẽ nhìn thấy chỉnh sửa lại một lần nữa xem là cái đường cong của chúng ta đã tốt chưa. Nếu tốt rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta đi tiếp, còn nếu chưa tốt thì chúng ta sẽ phải ngồi cố làm sao uốn làm sao cho nó tốt nhất có thể. Rồi, sau khi làm cho tại vì khi làm cho khách hàng thì các bạn nhớ là làm phải tốt nhất.
chứ không có chuyện là tốt thứ hai nhá. Mình phải cố gắng hết sức cái giá trị của mình trong đây. Ok, và lúc này thì các bạn sẽ chọn vào điểm số 1, điểm số 2, điểm số 1 đây, thì tôi ấn vào P trừ bớt điểm này đi. Và điểm này còn lại thì tôi sẽ chọn vào điểm này, tôi sẽ kéo sang đây một tí để lấy sự song song. Đó. Ví dụ trong trường hợp này mà chưa ổn lắm thì các bạn có thể kéo lại một tí nữa để cho nó có thể là chọn vào đây, được chưa? Đấy. Rồi, sau khi đã làm xong tổng quan toàn bộ đối tượng thì chúng ta sẽ đặt tạm cái chỉ giá trị, tôi sẽ đặt được chất lượng của nó bằng ngôi sao. Ở cái ngôi sao này các bạn có thể chọn một cái ngôi sao màu xanh, và cái này thì tôi sẽ đến giống như đường gậy chúng ta chơi, chúng ta có thể chọn vào đây và thu nhỏ lần thứ hai. Tất nhiên cái tiêu chí này tôi sẽ chọn vào đây, tôi sẽ có thưởng số 3 thu nhỏ hơn này, tôi sẽ có thằng số 4 tôi sẽ chọn vào đây, và cuối cùng thì tôi sẽ có thằng số 5 để chia sẻ như này đó. Và sau khi đã làm xong thì chúng ta có thể dựa vào cái khả năng mắt trước đã. Tất nhiên sau này là công nghệ nó chỉ chạy theo đường cua thì đấy là chuyện đương nhiên rồi. Chúng ta sẽ phóng to giá trị này lên và xoay. Và chúng ta phóng to này. Đây, đây là đường của tôi. Sau khi đã làm xong tổng quan toàn bộ đối tượng thì chúng ta sẽ cầm và chúng ta quay lại một tí về chữ Y chúng ta hình thành. Và cảm giác cái gậy là đang đánh một cái quả bóng nó bay lên chẳng hạn. Đây là một trong tiêu chí mà. Ok, và sau khi đã làm xong thì việc còn lại của các bạn là chỉ việc là đặt cho tôi một cái logo về chữ. Thì các bạn sẽ nhìn thấy lúc này tôi đã cách điệu xong chữ H và chữ Y. Và tất nhiên cái điểm này tôi sẽ để ra ngoài. Lúc này cái chữ còn lại thì chúng ta sẽ kéo xuống và chúng ta sẽ thu nhỏ lại. Các bạn nhớ nhá, thu nhỏ lại. Phông chữ chắc khỏe dày, chúng ta sẽ chọn vào đây. Rồi, sau khi đã làm xong tổng quan toàn bộ đối tượng thì chúng ta sẽ xoay đi một tí. Được chưa? Đó, chữ Y chúng ta hình thành rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cái câu slogan. Một câu này thì các bạn sẽ nhìn nè. Đồng hành. Và chúng ta có thể ấn vào cạnh ship để chúng ta đánh được chữ in hoa nhá. Đồng hành cùng sự thịnh vượng. Ok, và sau khi đã làm đồng hành cùng thịnh vượng. Ok. Lúc này các bạn sẽ chọn cho tôi một cái phông chữ có thể là UTM. Và sau khi chọn UTM xong thì chúng ta chọn vào UTM Evo. Ok. Và sau khi tôi chọn UTM Evo xong thì tôi sẽ đặt sang trái cho các bạn. Và lúc này thì tôi sẽ chọn cho nó một cái màu, cũng có thể là màu xanh. Y ngắn giữ shift, chúng ta copy cái màu xanh đó và chúng ta sẽ đẩy luôn lên. Căn bằng trái nhé, các bạn nhớ nhé. Và sau khi đã căn bằng trái xong thì tôi sẽ vẽ một cái nét từ trái qua phải và tôi đặt lên đây. Đây. À, dùng phím Y ngắn và chỉ đây để chúng ta copy cái nét đối tượng của chúng ta. Và sau khi đã tổng quan xong thì các bạn sẽ nhìn thấy tôi đã làm xong một cái thương hiệu với logo, và cũng có thể là cái sao này các bạn có thể cho vàng hoặc là các bạn có thể chọn trực tiếp là ngôi sao màu xanh để nó có thể đồng bộ. Và lúc này sau khi đã làm xong thì đây là một thương hiệu làm với gốt đã cách điệu chữ Y, chữ H và chữ Y. Các bạn sẽ nhìn thấy, và lúc này thì chúng ta sẽ kéo xuống và đóng khung lại. Đấy, các bạn nhìn chưa? Cách điệu thương hiệu cho gốt, các bạn nhìn nhá, tạo ra cảm giác 3D. Và lúc này thì chúng ta sẽ vẽ một cái biểu tượng. Ok, và sau khi vẽ biểu tượng xong chúng ta cho xuống dưới tất cả. Đây là cái thương hiệu đầu tiên thì chúng ta ấn vào Civic. Đây là phiên bản đầu tiên. Phiên bản thứ hai của các bạn thì các bạn sẽ nhớ một điều rằng là chúng ta sẽ quét qua đối tượng đó và kéo xuống dưới một tí nữa, chúng ta có phiên bản thứ hai là âm bản và dương bản. Nên phiên bản này Civic chúng ta sẽ quét qua tổng quan toàn bộ đối tượng, chúng ta sẽ chọn là màu trắng. Tiếp theo thì cái này của các bạn thì các bạn cũng chọn màu trắng cho tôi. Ok, tôi quét qua loại trừ cái này màu trắng. Sau khi màu trắng xong thì các bạn sẽ chọn vào đây cái Y ngắn chỉ vào đây. Đây chúng ta sẽ có được cái logo thứ hai. Các bạn sẽ nhìn thấy đây là cái thương hiệu mà chúng ta đã vừa làm, và cái nét này thì chúng ta sẽ đảo ngược lại bằng Civic. Chúng ta sẽ bỏ cái màu đi. Đó. Thì các bạn nhìn thấy vừa rồi tôi vừa thiết kế cho các bạn một cái logo liên quan đến ngành gốt, một cái trò chơi rất là vua. Và tiếp theo nữa là các bạn sẽ nhìn thấy là tôi đã cách hiệu chữ H và chữ Y để tạo ra tín hiệu, và ở đây nó có mang tính chất tiêu chí để sau này các bạn truyền thông thương hiệu. Ví dụ giá trị 5 sao là chất lượng hàng đầu. Thứ hai là cái tiêu chí là khi làm một cái gậy gốt thì tôi đã cách điệu cái hình chữ H, một cái bên là một hình, và chiếc gậy này có cảm giác đánh cái quả bóng bay lên để nó bay đúng cái nơi mà vị trí. Nếu các bạn có thể cách điệu nữa thì bạn có thể đặt vào đây cho tôi. Nhìn chưa?
Ở cái vị trí này thì các bạn có thể chọn cho tôi cái tín hiệu, ví dụ cũng có thể là như thế này. Ok, và lúc này chúng ta chọn về y ngắn để chọn màu. Sau khi chọn vào màu xong thì các bạn sẽ chọn vào đây, nó giống như cái vị trí của chúng ta là chúng ta chỉ việc làm sao vẽ một cái biểu tượng, một cái hình. Và sau khi cái hình xong thì các bạn sẽ chọn vào hai cái nét này. Đấy, án cắn chốn gì, chúng ta ấn vào biến nó thành hai điểm thành một thì chiếc là một chiếc lá cờ. Và các bạn sẽ nhìn thấy là cái hình lá cờ của tôi đã xong. Và lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy giống như cái gậy đang đánh vào đây thì bay vào đúng cái lỗ gốt của chúng ta đằng xa. Và lúc này chúng ta có thể chọn vào vị trí là cách điệu cái hình này ra một tí nữa là đã xong rồi. Ok, tôi sẽ chọn vào y ngắn, tôi chỉ vào đây. Và lúc này tôi cách điệu cái này lên một tí nữa là xong rồi. Đây. Có rất nhiều giải pháp để cho chúng ta lựa chọn, nhưng đây là những cái cách điệu mà tôi đã hướng dẫn cho các bạn về cái cách thiết kế logo. Và thiết kế logo này là tôi đang làm trong một cái giá trị rất là tốc độ. Và tất nhiên ý tưởng phải cực kỳ quan trọng rồi, đúng không ạ? Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn với cái logo được cách điệu về chữ H và chữ chữ H và chữ Y để làm ra cái tính thương hiệu của chúng ta. Và ở đây nó sẽ có tính giá trị là gì? Tôi sẽ lấy được cái tinh thần chung của cái ngành, của cái trò chơi, nằm chiếc gậy gốt, một quả bóng gốt, đúng không ạ? Và thứ hai là cái tông màu. Cái tông màu rất quan trọng, là tông màu này tôi đã tham khảo rất nhiều những cái thương hiệu logo khác rồi. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn. Hy vọng rằng cái video này rất hay, rất tốt và rất là có ích cho các bạn, để các bạn có thể tham khảo. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn.